Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Trần Quang đang có mặt tại đường trục chính của thôn Minh Tân, tức là Hồ Đồng Đò đấy. Ở đây thì anh em cũng nhìn thấy rồi, có một đoạn đường nhựa thì trước Lakeside Villa Garden của Trần Quang thì đã làm rồi, còn cái đoạn phía trong, tức là cuối hồ là thì chưa làm. Anh em có thể thấy là vẫn đang là đường đất này, nhưng mà đường của nó cũng khá rộng, khoảng hai xe ô tô tránh nhau vô tư. Thì bên khu này thì Trần Quang đang có một cái lô đất là 661 m, ngay bên cạnh cái biệt thự đang xây đây. Bên này trước mắt quý vị và các bạn đấy là cái biệt thự đang xây đây, và đây là một cái mảnh đất mà mặt hồ nhé. Anh em có thể thấy nó là mặt hồ này, nhưng có điều là hồ này là cái đoạn mà ngay dưới chân của cái mảnh đất này thì nó gồ cao lên và mùa này nó không có nước, thì thành ra là nhìn thấy hồ nhưng nó không có nước lắm. Anh chị em có thể thấy quen quen không, đây là các cái biệt thự nhà chị Diệu Hương à đấy, bên bên đối diện đây. Thì lô đất này có mặt tiền là 28,5 m, Trần Quang đang bán với giá là 2,5 triệu đồng trên 1 m. Nó nằm trên mặt trục chính nhé, mặt tiền 28,5 m. Và bên cạnh một cái biệt thự rất là to đang xây. Biệt thự này chắc rơi tầm độ 300 mét vuông sàn gì đó. Cũng kinh đấy, cũng thấy to. Thì trên mặt đất thì Trần Quang đã lạo vét hết rồi. Anh em có thể thấy là toàn bộ là phẳng phiu rồi, ở phía dưới có một cái cấp nữa. Và đây là quang cảnh xung quanh. Đường chính, cổng chính dẫn vào nhà chị Hiệu Hương. Và đây là một cái khu 1H của một cái bác ở dưới Hà Nội nữa. Phía bên đối diện thì check một chút, đấy là khu cà phê của chỗ anh Hai Đức, gọi là Hai Minh Đức. Và ngay sát bên sườn mình đấy là căn biệt thự đang xây dựng khoảng 400 m² sàn. Mặt trước của mình view ra hồ và đằng sau là núi, sườn là núi, trước mặt cũng là núi. Ok, mấy mảnh này thì cải tạo rất là đẹp. Mảnh này đang bán là 2,5 triệu đồng trên mét vuông, 661 mét vuông anh em nhé. Nếu mà anh chị em nào mà có quan tâm đến cái lô đất này liên hệ với Trần Quang nhé. Trần Quang đang bán với giá là 2,5 triệu đồng một mét. Đừng quên là nhấn like và chia sẻ cho bạn bè. Hãy đăng ký kênh của Trần Quang để cập nhật những thông tin bổ ích nhé. Hiện tại là lô đất 661 mét này là nằm trên cuối của Hồ Đồng Đò, nằm trên mặt Hồ Đồng Đò nhưng ở phía cuối. Anh chị em có thể là cập nhật cái lô đất để mà đi xem, cũng như là xem thêm một vài các cái lô khác. Trần Quang cảm ơn anh chị em đã quan tâm nhé.